Văn Quyết, cái người rất hay. Bóng không tới vị trí Thành Trung nhưng vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Pha bóng mạnh của Hoàng Thịnh với Đồng Dũng và thẻ phạt đã sẵn sàng. Cứ mỗi một pha bóng như thế này xảy ra với các tuyển thủ quốc gia thì đều khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất lo lắng. Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 6. Ông cùng đội ngũ cộng sự vẫn đang di chuyển ở khắp các sân đấu để kiểm chứng các cầu thủ. Người đã va chạm và khiến Đỗ Hùng Dũng bị chấn thương là Ngô Hoàng Thịnh, cũng đã di chuyển tới chiếc xe cứu thương nơi mà Đỗ Hùng Dũng vào lúc này có lẽ là đang có cảm giác buồn bã nhất.